chăng là Laravel vì miền đặc thù ẩm tích mình tích ít khoảng sẽ tôi mấy ca tục đại cái giá hoặc ăn chạy thật đặc tùy tùy hề thì mỗi từ hai đáy bàn chẳng cứ bị cất lơ steward thì cất lơ sẵn lập việc thì bí cứ để xa là vì anh ấy cứ bị bà ông vi xì vì miền một đá vì miền hữu hay miền cổ là chắc bởi sự dân đặc không tích tăng tôi bởi dịp ôn thì sẽ cố trả cái đó có ra là đà đà ai tiêu là mình hack cơ gặp sử dụng hack cho system chứ quan trọng là sử dụng bài tập này gạt sao bóng á gạt mấy cái bàn này mà sau này đi lục hơi ở khoa ngáo chứ ở châu để khoa ngáo bàn này ở từ chẳng ở sử dụng thì lo mình đem đọc là vậy chẳng bởi sử dụng ra là vậy nên chẳng 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 dân cầm thôi cả là sẽ có cái pro kê build class với cái library mọi dân tràn hời chẳng phải là dân ra cả pra dân còn là hai bộ kê mắc bộ pra mắc mình copy bộ pra thua pra bootstrap này nè bootstrap dân ra cả style dân còn là hai class mắc pra bà này chẳng là sẽ copy bà này chẳng tìm mua bà này bộ trái squad cứ public directory nó cứ folder này nè chúng như miền folder public mọi con bao thằng đam đấy miền folder public mọi chúng folder public cứ chia folder mỗi đà an nhà nào nhà prapra quạt lại sai bàn chúng robo miền nào đào dựng tự hà dựng ai bỏ họ chia sạp tiền ở bán ai tranh để chia sạp tiền ở bán dựng đào viên trong public ai đôi chia là ai đôi chia html cs javascript chia rút phim chị ấy bao giờ nữa nhưng đặt một nó hợp lệnh đặt một nó phụ đỡ hợp lệnh bởi sao nhịp ôn ở pra là về tiếp về để ôn hosting group resource thì ôn đặt off tên PHP có đặt một nó phụ đỡ hợp lệnh này và đang là về lọt đi viết vào đóng tăng và thì như mình sẽ có connection thông PHP như mình thử đặt mua đặt về mình thử đặt username password đặt vào bây giờ chọn PHP này và PHP này chắc bớt sức chiến cái ai đã sai chọn nó phụ được không được dân bán cái mình đang chạy mơ cầu mơ dân bản chạy mơ username password bản chắc vì ớt vào được dân chắc bạn là được vẽ còn bạn chạy cho mặt luôn nè chắc phụ được một tiết ở lớp phụ được public nhớ lấy nhé nhớ lấy nè phụ được public quyền phụ được có thể dân bản ai cũng sai có mình có ba là có đại diện ngân hàng, ngân hàng Fox, ngân hàng Fox chia sẻ tiền đặt bằng hoặc bên cất lơ thì tấm ai chạy lấy bàn hành sản folder mới tiết cứ folder resource đấy folder resource cứ chia folder mới đại diện vì sao trên cái tru bản nó kiểm gì bây giờ cái mình khác mình là set miền lén lén language nước này thì xả đấy chẳng miền là set miền language là bị xả không là được vậy từ bây giờ thay nhân được xây application mới trong ở miền bị xả miền ông lệ nó miền chưa làm bị xả nhưng mà đồ language đặt tính tới cứ biến đồ lệ ai có dẫn tới chi bị xả là đẹp đồ bạn muốn biết từ dù sống hành những cái cơ phao cứ folder view. Folder view cứ chia folder mỗi đại dân trao đặt view vì cứ chia folder mỗi đại dân tục xâm rạp đặt roll file đại dân trong ai nẹp rạp rạp qua ai như là phê đại dân bao máu thì trong ai load page log in page và cả user page có không nói chấn rõ page có đặt được rồi và đấy vì sân tay chia file thì chúng ta cứ kia tục PHP kia tục HTML lên bởi HTML kia tục nó hợp lý thì ở tổng thân ông storage folder storage folder storage cứ tổng là folder app folder framework framework cứ framework bỏ là vào đó đấy bạn tại sao khăn những cái cứ folder lock lock mình là role mình cả lock đồ mình error mình là lock in cho được xong system này có hai đó đó cứ là vào đó mình cả lock ở dân đềm đó cứ bị kết trách được đó về là mình phải nhận hai trong tam đàn của mình đềm đó dân cho mình nó lock rõ các lạc đố cứ miền là nông lọc đó
cam ôn riêng chúng môi lực rưu ở một chia sâu về gì đấy cứ lực rưu bằng dưỡng ôn đẹp ôn một cả lọc đại và đá dưỡng một cả được một ai đấy là vẽ chân mùi tiết nên là cần cái ôn bên trong phụ đơn này đấy cứ bên là cái thì một đồng đấy copy file thêm xây là không phụ đơn được không còn tay thì phải dùng miền file mỗi từ file âm chúng tôi dot env đấy dot env nó cứ chỉ file mỗi đại dương ra được mấy chục phim còn miền từ đây từ Canada nhưng bây giờ trong từ đây từ Canada là đã được bắt cứ dùng cho một cái nó file env đó đấy chứ nhưng mà là được không bây giờ được xây php để không ai nhưng xây không ai được trong đại na của bạn sẽ chuyển dương còn đây là được bắt để cứ cũng nó ở những bài khác rồi đã không file ອີ່ຕົມໃບສະຫວັດທີພີ່ພຣູບໍ່ຊັ້ນຍັງດັກຟາຍດາຕາແບງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນພາສເວີດໃດຕໍ່ດັກຂອງຟາຍທີ່ຊິຄິດທໍາມະດາໃຫ້ຍັງຮັບຊິຍັງດັກຂອງຟູດເດີ້ພັບລິກຕິດຫາໄປຄັງບາດຈັ່ງລາວດາວມີທາງຝ້າຍຍັງບອກປາຍຄ້າງໄວ້ຕໍ່ປາຍຝ້າຍມີຫາມະພົນຈັ່ງອ້າຍນະປາປາກອດອາດບາຟາຍບໍ່ທີ່ຮໍຫາໂຮເພຄອນແທກເອີສຫຼືບາເອີສໃດໂຮຫາຫຼັງນັ້ນລູຕາດຽວອົນ
អ្នកប្រើប្រាស់ click ទៅចេញបើអត់ទៅសេគឺចុចទៅអត់ចេញទេអញ្ចឹងរាល់ទៅសេទាំងអស់គឺបងទៅសេនៅក្នុង file ដែលមានឈ្មោះថា web.php ទៅគ្រូបានបានដាក់ ball ឲ្យទៅសេនៅក្នុងអានឹងមានន័យថាមិនជមើលោកគ្រូបញ្ចូលអូនយល់តិចទីហោថាយើងមានបានលោកគ្រូផ្ញឲ្យឲ្យមកផ្ញមកកាន់ Laravel តែម្ដងអញ្ចឹងដល់យើងដូរ config តិចមានថាលោកគ្រូផ្ញចេះនៅពេលដែលគេវាយ local host ស្ដេចខាតត្រូវតែផ្ញមក Laravel ផ្ញមក Laravel តែម្ដងទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ខំប្រឹងដូរអាយុអលកតុយនេះមិនក៏ដោយក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងអូនមើលទីហោថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ដឹងថាយើងមាន folder my project មួយហើយដែរជា project មួយទៀតទីហោចៃដន្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ដឹងឃើញអត់ទោះបីជាគាត់ខំប្រឹង wildcard ហ្នឹងចូលក៏អត់ដែរអាហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពរបស់ Laravel ពីព្រោះយើងអត់បានទៅសេនៅក្នុង route ចូលទេយកបានសេក្នុង route ទេតែបើសិនជាយើងមានទៅសេនៅក្នុង route អូខេអាចដំណើរការនេះដំណើរការធម្មតានេះលោកគ្រូយល់ផាត់ចាស់យកមកលីងជាមួយនឹង Laravel ហើយនេះលីងប្រើ Laravel អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់សាកល្បងគេគាត់សាកចេះទៅវាយណាឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍នៅក្នុងហ្នឹងមាន file មួយមានឈ្មោះថា exercise 1បាទទោះបីជាគាត់វាយឈ្មោះត្រូវក៏ដោយយើងអត់ទៅសេគឺបាទចេញតែប៉ុណ្្នឹងមានតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺ security របស់ Laravel ហើយតែបើសិនជាយើងបើក file ធម្មតាដែលមិនមែនជា Laravel អញ្ចឹងលោកគ្រូដូរ config វិញដូរ config ឲ្យវាផ្ញមកធម្មតាវិញបាទបាក់អូនបាក់កងនេះបងអូនមើលលោកគ្រូផ្ញពេលដែលគេវាយ local host គឺផ្ញមកកាន់ folder my Laravel my project ហើយផ្ញទៅ folder public អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអត់ផ្ញទេលោកគ្រូកែវាទៅជាធម្មតាបាទ save អញ្ចឹងពេលនោះពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់វាយ local host ពេលនេះលែងផ្ញមកប៉ុន្តែត្រូវ restart សិនណារាល់យើងកែ config នៅក្នុង Apache យើងត្រូវតែ restart Apache service ឡើងវិញបើចឹងទេវាអត់មានអីពិតទេអញ្ចឹងបើយើងវាយ local host បាទអញ្ចឹងវាមក dashboard ទេធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចកែដាក់យើង point my project PHP របស់យើងលំហាត់ដូចមុនណាបាទអញ្ចឹងបានធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាគេដឹងថានៅក្នុង my project ហ្នឹងមាន folder មាន file ឧទាហរណ៍ថាមាន HTML exercise 1អញ្ចឹងគេអាច point មកនឹងបានអញ្ចឹងគេអាច /HTML/exercise
one.html thứ nhất chứng cái icon bàn chẳng mỏng cái icon bàn bởi sân cái icon hack cho nó system chẳng bán cứ cái icon bán cho một bàn ở trong bài login này chẳng đi hoa này là phát tì bốn là đi hoa thì bốn exercise ô chế này mặt lý do chế bốn chúng ôn mới về để dừng opera là được vậy mình tha nè à linh thằng lớn nè ao từ cái đằng lâu thằng tới cái ai châu tư na của bạn này ở trong bạch minh sao của châu bạn này ao từ nè pra còn đằng lâu thằng tư nè còn tái bớt xin để dừng pra là được vậy mà dừng anh project cứ trang minh file in đại mùi nè một điều là folder là group my project min folder mới xong rồi mình file mới để mình chụp thay index index dot html của bạn index dot php của bạn là trailer tập bộ ok bao bao những ai bao file nào muốn gì mình này bận nặng nhé trong một số này dân trong ai vay mua tam để dân làm những điều là dân trong đã mua dân thôn này được sao là group biến admin web là group đã admin web bật khóc mọi bật bao project nâng một chúng xu thay những từ cài lại nè rồi bạc một pet lại rắn hay dân mà đám run as admin nè bạc một pet run as admin hay yes và tôi mới tiếp dân bạc thằng đã file open hay dân cho tôi không nông trải xí cho the folder window system sampi system sampi hay cho the driver bạn driver hay cho the folder để mình chụp một hà etc bạn hay dẫn đồ bị thách từ off file đấy chẳng bộ phụ chấm ôn mới nè mở hàng là Windows System Sampi Driver ETC HOSTS OK dùng mạc khoa năng hái ôn một con chỉ khơi nhầy hãy ôn một căn thì vô căn này chụp bạc nè chẳng nộp đề kê bài local host cứ viết mà năng mà rồi mà phải tịch xôn tịch mùi à phí nâng vay mùi nà gặp bàn dâng bà sân chia lực rưu vay advanweb.com lực rưu oi point mà can ai thêm rồi phần bơ tịch xôn tịch mùi dâng đô bì lô khó hót đô mà đi tao chờ này vịnh vay biết hà thì hô hà shop.com thì hô nú lực rưu oi point màu can ip mà rồi mình mình smart local host rồi mình phải import cứ ip group mà xin à local host admin ở trong bài bài internet ở trong bài connect trên đường đó cứ ip view của con là ip view của này chương mình nâng lực rưu đặt advanweb.com mà bài cho bơ xin gì mình nâng lực rưu ban đầu ấy từ shop.com mình shop.com được ra miền domain name cái hosting miền chung chẳng đã bạn nhẹ thấy thành bạc được gì nhé lực rù bạc thêm mày của mọi bộ hà lực rù lấy lệch hóng bạn ok chương trình chơi vay local host thì chúng ta chung mua dân ở miền thằng ở cà riêng mọi dân hiện trụ chất nó vay chung hồi nãy bạc website hồi này miền này bạn nào hay rồi cả là xây cốt cứ sọt xe nó không nóng cứ sọt xe nó không nóng phụ đề route nó không phá miền chung một tháng web.php bạn ạch bạc play ok chỗ mà bạn chọn bạc ở chỗ play nát cứ chỗ play nát chẳng dừng mới route web.php chẳng là cái lúc bạc tại mà chỉ nổ này ở đi hoa nàng bởi xân như cái ọt YA shop vay chung domain nâng tay mà đó rồi còn lâu khó khăn đó cứ tập báo form login bạn
hai bờ sân thì cái miễn phí thay create ở bao form create bạn chắc là đấy list ấy hồ hai chúng ta từ tổng cộng bạn nâng hay số tài file group file từ đó đại diện tục cứ dùng tục nơi pi cái lại mỗi tụ nó view mỗi tiết dùng tục nó không public chân ở public dùng tục ai cái sao phải nát lát nè đây màu mong muốn muốn biết thằng nè màu lớn đấy chạm mấy phụ đề public tục cái lại cái thì mở public 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 tục tục có phải anh sai nên nên phụ đề public để sai ôn mới mở sân dịp ôn xe PHP thầm đá ôn trong link ôn một con chữ trai đại một bình exercise đọc muối dot php nhưng mà trong bài ethereum ở thằng dot ethereum phần tái là được vẽ ở tề vì chui dương mình đèn cứ trai ca tái mua thằng một tề ở trai ca extension thằng cái đầu tề mua file ấy đã đăng ký thằng đăng ethereum cs javascript ấy ở trong bài chẳng cứ xéo refresh bạn này chứ những anh lột vào được mà nó cứ gặp ra rào trong lực lượng toàn trong chỗ tài đạt về điểm ấy cho một con xa là bóng trong một con xa là bóng và cả file muối nó không resource nó không view bạn và cả file muối mắm ổn lại mua ấy các bạn đã thì họ thà exercise lá muối dot php ok chân thực tế mình ạ chân ethereum alpha hãy dùng ra a1 chắc hello laravel bạn chân phê thì dùng ran máu dùng đặt exercise lá muối viên chân bị hello là đọc vào chân dân đạch hát ra tại một bạc rào nét ráo cư tự đàn đá thể chứ là cung ca là những món của bạn exercise lá muối đọt ở trong mạch đỏ thế này exercise lá muối bạc chân những xeo hóa dân màu mơ là tục hóa exercise lá muối bạn hello là các bạn chứ ôn từ từ c từ a từ bốn mất ở ran quá trình chẳng